Vâng, chào các bạn nhé. Hôm nay Trần Tuấn muốn trồng để mời các bạn kiểm tra xem một cây địa lan rừng đang có nụ mà Trần Tuấn cùng với S2 buồn đợt rồi đi sưu tầm được. Vâng, đây ạ, quên mất ạ. Vâng, đây là một cái chậu mà tôi nghĩ là nó sẽ phù hợp cho cây đó. Đây, chậu gốm có lỗ này, này. Đây, mặt trong đấy. Tôi thì tôi thích úp vào đây những cái sản phẩm dư thừa vỡ bỏ đi của phong lan. Đấy, mình úp vào đấy. Cái này để tạo độ thông thoáng. Tạo độ thông thoáng cho chậu lan mà thôi. Đấy. Sau khi như thế rồi thì tôi thường bỏ vào đây một ít xốp. Xốp thì nó có nhiều loại các cụ nhá. Nó có loại cứng và loại vụn. Theo mình thì nên hãy lót vào đấy những cái xốp mà cực cứng một xíu. Chứ không vụn là về sau nó sẽ rất là mất mỹ quan. Nó xấu và nó vỡ lung tung ra ở trong chậu ấy, rất là xấu. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ lót một lớp như này. Sau đó thì trước khi cây lan, trong quá trình mình mang về thì mình cần vận chuyển cho hết sức cụ thể, đừng để cho nó gãy dập nát các phần rễ này. Tuy nhiên là cắt đi thì cũng được, chẳng sao cả đâu. Nhưng mà tại sao Trần Tuấn không cắt lại nền? Là vì trong quá trình trồng thì cái cây lan này là nó dễ bị ngả nghiêng, phải không các cụ? Thế nên chúng ta cứ tôn trọng nó và cứ để nó đấy một lúc và cho nó tí nữa ta trồng nó không nghiêng ngả cây. Và theo mình thì với một cái cây này chắc là nó cũng sẽ hoa, nó cũng hay ho chẳng hạn, thì thường thường là mình cắt luôn trong quá trình này. Đây, đây là nó được 4 giả hành, gần như 5 giả hành, 4 giả hành và 1 măng. 1, 2, 3, 4 với cả 1 măng này. Thì mình sẽ tách ra, tách luôn bây giờ, tách kiểu tách ngậm, đấy, thế này thôi, để cho nó đứt đoạn ra như này. Đấy. Xong chúng ta lại gán nó vào đây, gán nó đây, để cho chúng liền với nhau như này. Và chúng ta trồng thôi, đơn giản thôi, có gì đâu các bạn nhỉ, không, quá đơn giản. Thực ra cái này là phải có một cái sẻng xúc thật to, cái sẻng này không ăn thua. Nhà tôi, ủa, cái sẻng này mà không hiểu các cụ làm nào mà nó ăn được thục như này. Chúng ta cố gắng bỏ hết tất cả những cái ni lông ra nhá, trông cho nó đỡ bẩn tưởi. Giá thể nhà tôi là tôi làm đúng kiểu như là một sản phẩm của công nghiệp rồi, nên là cứ thoải mái thôi. À, vì công nghiệp nên không thể nào sạch hết như là các bạn làm thủ công ít một. Đây, khi mà chúng ta có cảm giác nó đầy đầy cho cái cây lan rồi thì chúng ta hãy cho cây lan vào và chúng ta hãy bắt đầu bằng. Thực ra cái chậu này nó sẽ có các cái phần trình bày các bạn. Đây, chúng ta thích mặt nào thì chúng ta để cái mặt đó ra. Ví dụ tôi thích mặt này ra đây thì để cái chậu này ở phần này cho đẹp. Đấy. Xong rồi chúng ta sẽ cho cái này vào thôi, có gì đâu các cụ. Quá ư là giản đơn. Cái địa lan này thì nó là đa thân. Chính vì vậy chúng ta cũng nên trồng làm sao để cho nó hơi lệch ra một xíu. Các cụ ạ. Nếu trồng lệch ấy, thì sang năm hoặc năm sau nữa nó sẽ ra ở vị trí rất là cân đối, thì lúc đấy nó sẽ đẹp hơn các cụ. À, chúng ta có thể ấn phía ngoài thôi, còn phía trong thì tuyệt đối không. À,
Thực ra các cái cây này thì nếu chúng ta mang về mà nó khô quá rồi, kiệt ấy, thì sau khi trồng chúng ta có thể tưới luôn cũng được các cụ nhá. Nó nhiều lý thuyết lắm, nhưng cơ mà nếu mà nó còn tươi, vừa mới tách chiết vừa mới ấy xong thì chúng ta không nên tưới. Còn nếu mà nó đã thực sự khô kiệt rồi thì chúng ta cứ tưới để tránh cái hiện tượng mất nước cho cây. Mất nước nhiều quá thì cây nó sẽ kiệt. Đó, thế thôi, có gì đâu. Không biết là ý các cụ sao. Đây là cái cây địa lan mà Trần Tuấn nghĩ là hoa nó sẽ tương đối. Tương đối đấy. Bây giờ ví dụ cây này là đi mất nước nhiều rồi, nên Trần Tuấn sẽ bảo đồ để là vào ngâm. Ngâm nó vào nước, không tưới mà ngâm. Ngâm nó vào nước để sao cho nó ngập một phần này của giá thể và của chậu, tự nó thẩm thấu lên. Vì các cái chậu này để lâu ngày nó sẽ khô, khô quá, khô kiệt ý. Nó sẽ có hiện tượng gọi là thẩm thấu ngược. Và các bạn tưới nước bao nhiêu cũng không đủ. Tốt nhất nếu mà khô quá là chúng ta phải ngâm, đúng không ạ? Nhất là ý các cụ ra sao. Thôi, cái bài hôm nay nó cũng quá đơn giản, và Trần Tuấn chỉ gửi đến các bạn như thế. Hy vọng là chúng ta sẽ ngóng nó ở một mùa hoa, đúng không ạ? Chẳng mấy đâu, tôi nghĩ là cái này chỉ độ sau khi trình bày chúng ta cũng nên gác lại những cái lá để làm sao gác lại lá để làm sao cho cái thế của cây lan nó sẽ đẹp hơn. Còn cây này ví dụ như đây là tôi sẽ phải cắt ở đây. À, gần như là chậu lan nó sẽ tạm ưng ý luôn, đúng không ạ? Thế nhá, có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video khác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Bye bye.